Hai, cố lên. Trời ơi là trời, mình phải sơn lại cái gam minh hao của Hero Team mới được. Không thôi là anh Dịch sẽ giết mình luôn á. Ai, cố lên, cố lên. Ai, trời ơi, mỏi tay quá. À mà khoan đã, mình phải chào mấy bạn khán giả đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini quiz mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok. À quên mất các bạn ơi, mình phải sơn cho xong cái Garmin Hao lại mới được. Hey, mấy bạn ơi, có bạn nào đã xem video ngày hôm qua của mình chưa? Nếu như bạn nào xem video ngày hôm qua của mình á, thì chắc mấy bạn cũng biết rằng hôm qua mình đã join Hero Team bằng cách là mình sơn cái Garmin Hao của Hero Team biến thành màu xanh hết luôn. Đây anh em nhìn thấy không? Biến thành màu xanh luôn rồi nha. Và nhà của Camui nè, nhà anh Dịch nè, nhà Timmy, nhà Simmy, nhà của Khang Dừa, mình cũng biến thành màu xanh hết luôn anh em ơi. Bây giờ là toàn thể gọi là nhà trong đây là biến thành màu xanh hết luôn rồi đó. À, cho nên là anh Dịch rất là giận mình luôn, và anh Dịch bảo mình á là em phải sơn lại hết cái làng Hero Team cho anh. Em mà không sơn lại hết cái làng Hero Team là anh sẽ bắt em đi ở tù luôn. Trời ơi trời, nghe ghê không? Các bạn nghe thấy ghê không? Trời ơi, sơn không hết là mình sẽ phải ở tù luôn các bạn. Trời ơi, ghê thiệt luôn á trời. Hay, bây giờ cho nên á, anh Dịch là trưởng team mà, mình đâu có dám cãi lời anh Dịch đâu. Mình phải gọi là sơn cho xong cái Garmin Hao lại từ đầu mới được. Đây, đây là màu vàng của anh Dịch nè. Rồi tí nữa sơn màu hồng nè, màu xám, màu đỏ, sơn lại màu của mọi người hết luôn. Rồi, chắc sơn xong gãy cái tay luôn quá. À, mà khoan đã. Mấy bạn biết cái nhà tù mà anh Dịch bắt nhốt mình ở nhà tù nào không? Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là cái nhà tù bằng kim cương mà anh Mr. Dịch vừa mới xây ra. Wow, nhìn hấp dẫn chưa bạn? Đó. Thì mình nghe nói á là cái cánh cổng này nè sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái nhà tù bằng kim cương anh em ơi. Nghe cũng khá là hấp dẫn á. Và anh Dịch kêu rằng nếu như mình không gọi là sơn lại toàn bộ những cái làng Hero Team này á thì anh Dịch sẽ bắt nhốt mình vào trong cái gọi là cái nhà tù này. Nhưng mà mình để ý nha, nhà tù bằng kim cương á thì chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình nghe nói nhà tù bằng kim cương luôn á nha. Mình đang suy nghĩ rằng chúng ta có nên gọi là thử tham gia cái nhà tù bằng kim cương nào không anh em. Nghe cũng khá là hấp dẫn á nha. Ồ, ok ok. Mình nghĩ á là bây giờ mình sẽ gọi là lén lút đi. Mình sẽ lén lút, mình không kể cho anh Dịch biết. Mình sẽ vào thử cái nhà tù bằng kim cương này để mình xem coi trong cái nhà tù kim cương này nó có gì nha anh em. À mà khoan đã, nếu như mà mình đi một mình á thì sẽ rất là buồn luôn. Cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ rủ thêm nhiều người đi chung với mình. Nhưng mà ở đây bây giờ còn ai ta? Ơi, hồi sáng nay mình thấy là anh Dịch, thì anh Dịch ảnh gọi là bắt mình phải sơn hết lại cái làng Hero Team, cho nên chắc là anh Dịch ảnh sẽ không đi chung với mình đâu. Mà còn anh Siro với lại Kairon á thì tối hôm qua hai người đó chơi game thức khuya, cho nên là hai người đó đến giờ vẫn chưa ngủ dậy nữa. Hay, vậy bây giờ mình phải mời ai ta? À, đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Hero Team còn có bốn bạn nữ của Hero Team nữa mà. Timmy nè, Sammy, Simmy và Kamui nè. Ồ, hợp lý hợp lý. Hay là bây giờ chúng ta mời gọi là bốn bạn nữ này vào trong đây và quay cái nhà tù bằng kim cương này chung với mình ta. Ồ, nghe cũng hấp dẫn á, cũng hấp dẫn đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia thử xem cái nhà tù kim cương này nó có gì nha anh em. Rồi ok, let's go đi thôi. 1 hour later. Ok, chúng ta đã đến được nhà tù kim cương rồi nè mấy bạn ơi. Wow, 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 đẹp chưa, mấy người thấy đẹp không? Trời ơi, cái nhà tù gì sang vậy Phong? Trời, ước mơ của tôi được ở trong nhà tù đấy Phong ơi, nhà tù kim cương. Trời, tào lao, lần đầu tiên tôi mới nghe nói là có một người có ước mơ được sống trong nhà tù á bạn. Tào lao thì chứ. Trời ơi, ôi, chị Camui, Timmy với Simmy thấy cái nhà tù này sao, nhìn đẹp không? Nhà tù bằng kim cương á. Em ơi, chị có thể ra khỏi đây được không? Chị không thích nhà tù. Trời ơi, nhà tù bằng kim cương thích mà chị. Trời ơi, bây giờ chị chỉ cần gọi là Phong. Hả gì? Nhìn Sam kìa. Hả gì? Bà sao mà làm vậy? Thấy không mà làm tào lao, tào lao. Bà tính ăn cắp kim cương bà đem về hả? Cái này kim cương. Đúng. Này là kim cương siêu cứng luôn á. Bà đập bằng tay không, bà gãy cái tay bà cũng chưa chắc gì nó bể luôn á trời. Tôi cậy ui về, tôi cậy bùi tôi. Tào lao. Ok. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với gọi là các thành viên nữ của Hero Team nè. Bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vượt khỏi cái nhà tù gọi là bằng kim cương này nha anh em. Nhà tù kim cương siêu đẹp, siêu xịn. Nhưng mà nói chung thì bằng kim cương nhưng nó vẫn là nhà tù. Trên đời này không có ai mà muốn sống trong nhà tù trừ Sammy hết bạn ơi đó. Ok, thì bây giờ nha, mình sẽ cùng với lại là mọi người trong Hero Team nè. À không, phải nói là mấy bạn nữ chứ. Còn mấy ông nam thì mấy ông lười quá, mấy ông đi ngủ hết rồi bạn ơi. Đó, thì bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục khỏi cái nhà tù kim cương nha anh em. Thì để
mình xem coi, đầu tiên thì cái map kim cương này, cái phòng tù đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đây? Tại sao ở đây nó lại có cát ta? Mình nhớ lần trước là nó có dung nham mà ta sao bây giờ nó lại có cát trời. Ok, để mình xem trong đây có gì nha. Ui, trong đây nó có sản kim cương nè. À, mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ dùng sản kim cương này, chúng ta đào cát ra và chúng ta sẽ tìm những cái chìa khóa, chúng ta mở cửa ra ngoài mọi người ơi. À, ok, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào nha. Đào đào đi mọi người, đào đi, đào đi. À, đào hết đống này để kiếm cái rương nào. Cố lên anh em. Trời ơi, nghe cái đồng này sao ai mà đào nổi trời. Yên tâm, trời ơi, đào nhanh lắm, bọn mình xài cúp kim cương mà, đào nhanh lắm. Trời ơi, trời cái gì chứ, một người đào thì còn mệt ha. Chứ trong đây là có đến tận 5 người lận mà, chúng ta đào nhanh mà, yên tâm đi. Trời ơi, sản kim cương mà. Đây, em xem cho, để em xem cho. Ok, wow, có một cái rương rồi đó bạn ơi. Để xem coi, quay, trong đây, ủa, sao lại có viên kim cương ta? Ủa, tại sao đây là không cho mình chìa khóa mà lại cho mình kim cương ta? Đâu, để mình xem coi, mọi người đợi em tí nha. Để em lại các bạn chế tạo em xem thôi coi chế cái cần gạt làm cách nào. Ồ, đây cần gạt đây. À, chế một cái cần gạt cần 3 khối kim cương mọi người ơi. Có nghĩa là chúng ta sẽ thu thập 3 khối kim cương thì chúng ta sẽ chế tạo được một cái cần gạt. Ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ok, mọi người tiếp tục đào đi nào. Người nào thấy thì kêu em nha. Rồi, đào 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 đào. Tôi nè. Ồ, thấy hả, thấy hả? Ôi, khoan. Tôi cũng thấy một cái nè. Wow, từ. Đây, một cục nữa nè. Rồi, bên chỗ của Simmy một cục nữa là sẽ là 3 cục đủ luôn rồi. Ok, chạy qua đây nào. Đây có nè. Ok, lấy ra. Wow, 3 cục kim cương. Hợp lý quá. Rồi, để mình lại đây mình chế cái cần gạt nha bạn nha. Đây, bấm vào đây nè, sau đó bấm vào phần máy móc và chế cần gạt thôi. Đó, có cần gạt đây nè. Để vào đây, bấm nút. Rồi, qua phòng tiếp theo nào. Ok. Chào mừng mấy bạn nữ đã đến với phòng tù thứ hai. Đây, phòng tù này, phòng tù gì đây ta? Cũng vẫn là bằng kim cương nhưng mà nó sẽ là một cái thử thách khác dành cho mấy bạn nha. Ok, thử thách này là gì ta? Ồ, trong đây có rất là nhiều rương luôn. Wow, tôi nghĩ rằng á là cái phòng tù này nè là chúng ta sẽ lục ở trong những cái rương này nè. Chúng ta sẽ kiếm trong những cái rương này, kiếm đến khi nào mà kiếm được kim cương á. Ê, tôi mới vừa nói xong tôi kiếm được luôn nè. Ừ, tôi kiếm được một cục luôn nè. Hấp dẫn rồi, ok, kiếm tiếp đi mọi người. Đây nè, phong đây nè. À, trong đây cũng có hả? Ok, để em xem. Ồ, 2 cục rồi nè, một cục nữa mọi người. Bên này nè. Ok, tôi qua. Ok, một cục bên đây nữa là 3 cục. Rồi, vậy là chúng ta đã vượt qua được màn nhà tù thứ hai nè. Quá đơn giản. Rồi ok, bấm vào đây, sau đó mình sẽ chế cho mình cần gạt nè. Chế tạo ra. Ok. Rồi, vượt ngục thôi. Ủa mà khoan, đây gọi là sức mạnh của tập thể đó. Đúng rồi. Ủa mà khoan, ở chỗ này em thấy nó có cái rương này, em xem coi. Kiếm. Ui, kiếm năng lượng nè. Ok, chắc cái này là sẽ cần trong tương lai nè. Mọi người cứ giữ lấy nha. Ok, để em xem coi phòng tiếp theo là gì đây. Ui, trời ơi, phòng bên kia. Cái phòng tiếp theo là gì vậy? Từ từ để em mở cửa xem thử coi. Ui. Dạ. Cái phòng tù tiếp theo tại sao nó lại có những con cá biết bay nè mọi người ơi, vô coi nè. Ui, con cá biết bay nè. Phong vào chơi với bạn là Phong. Trời ơi, sao lại gọi bạn đây? Ây da, nó cắn em chị ơi. Á, cái đầu em to đùng luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, con này là cá mập bay. Ôi, nhưng mà con này thì nó cắn em cái là em bị sưng to cái đầu luôn rồi nè. Ây da, rồi em sắp chết rồi. No. Mọi người giết nó đi. Giết nó, giết nó. Đúng rồi, đánh nó. Mày hả cá mập? Mày nè. Ok, em quýnh được rồi nè. Mọi người phải quýnh vào trong cái phần bụng của nó đó. Ôi, ơi nè nè, em giết nó, em lượm được 2 viên kim cương nè. Nhưng mà em chết queo rồi. Đậu không? Để em quay lại từ từ, để em xíu. À, tôi cũng được 1 viên kim cương nè Phong ơi. Ok, bọn mình cứ giết hết mấy con cá đi để diệt trừ cho những người sau. Lỡ người ta bị chui vào cái nhà tù kim cương giống bọn mình sao? À, cá hả? Mày đứng lại. Trời, con này sao bay cao quá vậy? Trời, mọi người ơi, sao con này bay cao quá? Mình giết nó không được các bạn ơi. Rơi xuống đây mày. À, mày hạ thấp người xuống là mày chết rồi con. À, ở mày còn quýnh tao nữa hả? Thôi luôn mọi người. Mày nè, ok, tôi giết được bọn nó nè. Ở bên đây còn con nè, tôi giết nó luôn. Mọi người để tôi, từ nãy giờ tôi chưa thể hiện gì hết, để tôi thể hiện nha. Mày hả? Mình Phong bị đầu okay. To mọi người không bị ta? Trời ơi, tại vì có một mình em là bị bọn nó cắn thôi, đau muốn chết luôn nè, không hiểu sao nha. Còn một con kìa. Ok, rồi, trên rồi, đây còn rồi. Một con nè. Ok, để mình quýnh con trên đây luôn nha. Mọi người, tiêu diệt nó nào. Đi xuống đây mày. À, hình như là con cá này bọn nó sợ mình rồi chị ơi. Nó thấy bọn mình giết cái đồng đội của nó rồi. Lắc nè, bắt đi. Bên đây còn con nè. Mày hả mày hả mày. Lắc tôi. Trời. Không. Em xin lỗi chị Camui, em lỡ tay em giết chị luôn rồi. Ok. Ơi mọi người ơi, hình như là còn một con ở trên nóc nhà kìa. Hình như con này hình như là nó sợ bọn mình quá cho nên nó bay cao luôn rồi, nó không dám xuống đây nữa rồi. Ok. Ủa mọi người có ai làm được kim cương không? Đâu đưa kim cương cho tôi. Tôi có 2 viên nè. À,
Timmy được 2 viên kim cương nè. Đâu Simmy đâu? Simmy được 1 viên nữa nè. À là 3 viên. Ok. Rồi, chúng ta vượt tiếp tục qua nhà tù tiếp theo nào. Để mình bấm vào đây nha. Rồi, chế tạo cần gạt nè. Rồi, để xem coi. Ui, nhà tù tiếp theo là gì đây? Tại sao nó lại có một cái hồ nước siêu to khổng lồ ở đây vậy? Kính cái hồ nước to quá vậy? Wow. Sâu vậy? Cực kỳ sâu luôn nha. Ủa, trong đây có cái rương, có cái gì nè? Ui, trong cái rương này có bào tử đêm nè, thuốc thở dưới nước và sữa nữa nè. À, ok, ok, em hiểu rồi. Em hiểu cái này dùng để làm gì đó. Chúng ta sẽ ăn bào tử nhìn đêm để chúng ta nhìn trong bóng tối nè. Sau chúng ta sẽ uống thuốc thở dưới nước và chúng ta sẽ bơi xuống dưới nước, chúng ta kiếm cần gạt á. Em nghĩ là như vậy á mọi người. Wow. Ok, ok, okay rồi, chui xuống nào. Bùm. Ui, bên dưới đây có nhiều cá lắm nè. Xuống 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 đây mọi người, xuống đây xuống đây. Ồ, quá trời cá luôn. Ôi nhưng mà bên dưới này tối quá à. Trời ơi, tối thui luôn á. Ăn cái bào tử vô. Ăn rồi nó không sáng lắm. Cũng không sáng lắm. Ơi, ở bên dưới đây có quá trời cá luôn nè. Cá màu vàng nè, cá màu hồng nè, màu xanh có hết luôn. Wow. Ơi, có ai thèm không? Cá rồi. Có ai thèm cá không? Thèm thì ăn đi. Giết cái gì? Giết chị nhìn coi trong đây nè, một nùi cá luôn nè, giết đến ngày mai luôn á. Ok. Ờ khoan. Có cái rương. Có cái gì nè? Ờ có cái rương nè. Để tôi chui xuống cho. Ok. Nè, thấy chưa? Em nói đúng mà. Bên trong cái rương ở dưới đây là nó có những cái cục kim cương để chúng ta làm cần gạt nè. À em hiểu rồi. Cái này giống như kiểu là chúng ta đang truy tìm kho báu ở bên dưới gọi là bên dưới biển vậy đó chị Camui, chị hiểu không? Hiểu. Phong đúng ơi, rồi. Có cái rương đây Phong ơi, tới đây nè. Vậy đây. Đâu Sammy đâu? À ok, à, Sammy bên đây à. Từ từ tôi bơi qua nè. Rồi ok, tôi xem coi. À bên dưới đây. Ok, xem nha. Có nè. Ok, có được thêm một cục kim cương nữa rồi. Bây giờ còn một cục nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được một cái cần gạt nè mọi người ơi. Cố lên. Chỗ tôi nè, Phong ơi, ông đâu? Đâu Timmy đâu? Timmy bên nào? À Timmy bên đây hả? Ok, tôi bơi qua. Đấy. Ok, sử dụng cái kiếm để mình bơi cho nhanh nha mọi người. Rồi, bơi qua đây nè. Nhớ uống thuốc thở dưới nước vô nha, coi chừng chết á. Ok, để tôi bơi xuống tôi xem coi. Ô nè, lại thêm một viên kim cương nữa rồi, hấp dẫn. Vậy là đủ 3 viên rồi mọi người ơi. Chúng ta đã hoàn thành được gọi là con map tiếp theo của nhà tù kim cương rồi nha. Thật là đơn giản quá đi, trời ơi. Ok, bơi lên. À, rồi, lên đây. Ok, lên tới đây nè. Cá mui bơi lùi lúc này mọi người ơi, ghê chứ. Trời, cá mui bà bơi lùi luôn. Ok, bây giờ mình uống sữa vô để mình quay trở lại như bình thường nha. Ok, uống sữa nè. Ủa, Simmy đâu mất tiêu rồi? Simmy kìa. Nè. Chậm quá, bơi nhanh lên. Trời ơi, Simmy bơi chậm quá vậy. Ok, rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chế chúng ta cần gạt nè. Ok, rồi, đem cần gạt ở đây. Gắn vào đây và mở cửa. Simmy đi ra. Ok, mở cửa nè. Búp. Rồi tiếp theo là gì đây? Ê, cái gì vậy? Rồi xong rồi. Rồi xong em chết queo luôn chị ơi. Rồi xong em đang ở đâu đây? Ê mọi người ơi, đợi em với, em quay lại liền. Ê mọi người ơi, tính ra là hồi nãy chúng ta có hải cẩu, tại sao chúng ta lại không dùng hải cẩu chúng ta bơi ta? Ừ ha, mình quên mất bọn mình có hải cẩu mà ta. Kỳ vậy trời. Ok, để mình qua mình xem coi. Bên đây có gì đây? Ô, mọi người ơi, mọi người coi nè, bên dưới đây quá trời lava luôn. Hình như chỗ này là nó yêu cầu chúng ta là phải bắt cua hay sao á. Trời, ở đây mà có ông Siro thì dễ hơn rồi. Tại vì team bọn mình là chỉ có mình ông Siro là bắt cua giỏi thôi, chứ bọn mình bắt cua nước phải mồ à. Ok, thôi mình sẽ cố gắng để vượt qua thử con map này nha các bạn. Mình bắt cua cực kỳ dở luôn nhưng mà mình sẽ cố gắng nha các bạn nha. Ok, hãy xem Phong cận bắt cua đây. Thấy, nhảy nè. Hui. Hua. Ồ, qua được nè. Trời ơi mấy bạn ơi, mình gần chiến thắng hay sao mình rơi mình chết luôn chứ. Phải nồi thiệt. Để mình qua lại. Ôi rồi xong mình lại quên lưu điểm hồi sinh rồi. Cố lên xin ơi. Rồi ok, để mình bơi qua đây nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử lại nè. Giờ là lưu điểm hồi sinh nè, hồi nãy quên mất không lưu điểm hồi sinh các bạn ơi. Ok. Rồi, nhảy qua nè. Hey. Trời ơi, gì chứ dễ, chỗ này dễ thôi. Ghê không, thấy em ghê không? Rồi, ok, trong cái rương này có gì đây? Đây, trong cái rương này nó có sẵn chúng ta cái cần gạt luôn nè. Chúng ta khỏi cần phải kiếm kim cương nữa, ok. Rồi, gắn vô đây, rồi, mở lên. Rồi, chui qua nào. Tiếp theo là, hồi nãy là một cái hồ nước siêu to khổng lồ. Bây giờ đến lượt, chỗ này là một cái hồ lava siêu to khổng lồ. Ủa kỵ ta? Tại sao nó lại cho chúng ta đi, ai còn anh nhảy xuống trước đi. Ok, bây giờ em có ý kiến nghe nè, chúng ta sẽ thử thả Timmy xuống trước. Chồng thứ ác độc. Ok, Timmy chết có nghĩa là chỗ này nguy hiểm đó, hợp lý không? Ok, ok. Phong ơi, nhìn người yêu em này thông minh chưa? Hả thông gì? Thông minh chưa? Wow, đặt két để đi qua luôn, thông minh á. Nhưng mà làm sao mà thông minh bằng Phong cận được. Mọi người hãy xem em đây. Hãy xem đây, em sẽ triệu hồi ra một con thú có thể cưỡi trên lava. Đây, đó. Trời ơi, nhưng chị không có. Mọi người không có.
Ok, mọi người nào mà không có thì mọi người hãy đặt cát đi. Còn bọn em có mà em sẽ cưỡi con kiến mọi người đi qua. Nè, đây. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Xin giới thiệu những bạn nào mà chơi Mini World mà chưa biết nha. Thì trong Mini World á có một cái con thú cưỡi có tên là kỳ lân. Thì con này nó có thể cưỡi được trên lava nè. Đó. Ok, có con kỳ lân này chúng ta có thể vượt qua được những cái bãi lava này mà không cần phải gọi là sử dụng đất để đặt qua bạn ơi. Chỉ có những gọi là con nhà nghèo á không có kỳ lân cho nên mới phải sử dụng cát để đi qua thôi, như là Camui nè, Sammy nè đó. Camui với Sammy là con nhà nghèo cho nên là không có kỳ lân các bạn ơi. Ok rồi, để mình leo qua đây nha. Ok. Nhảy được rồi em ơi, nhảy được rồi, nhảy được rồi. Rồi. Qua đây đi mọi người. Qua đây đi. Chết. Qua đây đi. Ok. Nè có cần gạt rồi nè. hợp lý. Rồi. Ôi ghê quá. Gắn cần gạt vào đây. Mở cần gạt qua và đi qua thôi. Thôi quay lại mọi người ơi, thôi chúng ta đi về đi mọi người ơi. Về thôi. Ai lại đẩy nó xuống làm sao vậy? Chạy. Lưu điểm hồi sinh, có chỗ nào lưu điểm hồi sinh đâu? À, tôi sắp cháy chết rồi. Đâu? Rồi xong chết queo luôn. Trời ơi trời, ai đẩy tôi xuống lava vậy? Ai chơi ép em hả? Sammy đúng không? Sammy đúng không? Hả? Timmy đúng không? Timmy đúng không? Camui hả? Camui chơi kỳ hả Camui? Không phải hả? Rồi ok thôi kệ đi, người nào không quan trọng nữa. Bây giờ tiếp theo là gì đây, để em xem coi. Ui mọi người ơi, cái ải tiếp theo chính là cây hoa ăn thịt người mọi người ơi. Trời ơi khoan từ, để em lại em chào hỏi nó. Wait, hello, what's your name? Rồi xong, nó giết em chết luôn chị ơi. Nó ủn luôn cái không chết luôn á. Trời ơi, cái con này nó nguy hiểm quá. Trời ơi, không được. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt bọn nó rồi chúng ta mới vượt qua được cái ngục tù tiếp theo chị Camui ơi. Không được rồi. Tiêu diệt nó. Bây giờ bọn mình tập trung giết một con đi. Đập nó. Mày hả mày? À, quýnh hội đồng. Mày hả mày? Rồi xong, nó giết Camui ơi. Rồi, mày nè. Ok, một con. Rồi qua đây, con tiếp theo nè. Mày quýnh hội đồng nó nè. Mày hả? Chơi theo phong cách của người Việt Nam là quýnh hội đồng. Mày nè, ok rồi. À, bây giờ là chỉ còn có hai con thôi. Ơ nhưng mà mọi người ơi, hình như em để ý nha, là cái con bông hoa ăn thịt người này hình như là nó làm cho hãng kem đánh răng con gát hay sao á. Sao răng nó trắng vậy? Nè thiệt nè, em thấy cái hàm răng nó trắng bóc luôn á. Trời ơi, răng em còn không trắng bằng răng của nó luôn á. Ôi ơi, ơi cái con này hình như là cái con mà hình như nó đóng cái quảng cáo gì mà răng của tớ có thể ăn được tất cả mọi thứ á. Em nhớ con này nè. Ok thôi giết đó. Mày ai quên tôi vậy? Từ chứ. Trời gì đánh nhau vậy? Trời ơi. Từ bình tĩnh, từng người quýnh thôi, cái gì nào quýnh nhau chết luôn vậy. Ok lụm nè. Rồi tiếp theo nào. Rồi con cuối cùng nè. Mày giết đó. Mày hả mày? Chết mày đi. Tao sẽ giết mày. Ok rồi, giết được rồi nè. Ai, ok. Rồi để xem coi, bây giờ chúng ta đã có, ủa sao ở đây chúng ta chỉ được có 5 viên kim cương vậy ta? Đáng lẽ là nó phải đưa chúng ta 3 khối kim cương chứ. Kỳ vậy? Tao đem bấm cho em xem coi. Ôi, chúng ta không thể nào chế tạo được cái gì hết à. Ủa kỳ vậy? Tại sao nó lại đưa chúng ta 5 viên kim cương mà không phải là ba khối kim cương? Hình như cái map này là lỗi rồi. Còn khối đá. Khối đá hả? Khối đá này để làm gì? Hình như làm không được gì hết à. Khoan. Giờ chúng ta phải đập cái cửa ra mọi người ơi. Thôi được rồi, bọn mình đập tay luôn đi, đập nhanh mà. Trời ơi. Cửa vậy? Cái vậy? Hả? Em nghĩ rằng là cái này là một cái thử thách dành cho chúng ta đó. Từ nãy chúng ta vượt qua quá đơn giản rồi, bây giờ nó bắt chúng ta là phải đập cửa đó mọi người. Ờ, em nghĩ là như vậy. Trời ơi. Đập đây đi. Trời ơi, có gì đâu. Nhanh mà. Ok, đập ra. Đập đi. Bùm, rồi ok, chuẩn bị. Chúng ta cùng nhau tiến qua giết con gọi là con boss cuối cùng nha. Để em xưng phong cho. Trời ơi má ơi. Trời ơi mọi người nhìn kìa. Con gì vậy? Mọi xin nha. Trời ơi, lại thêm một con này là con quảng cáo cho kem đánh răng nữa hả? Trời ơi, sao răng nó trắng vậy? Con đi chào hỏi bạn đi, Nó dí em kìa, Ui, ok đây, em lại em chào hỏi. Hình như con này cũng nằm trong dòng giống cá heo giống như em hay sao á. Ok. Cho con cá này ăn đi. Rồi ok, để mình cho con cá này nó ăn thử cá nha anh em. Ok, ủa cá ăn cá được phải không mọi người? Đúng rồi, ok. Rồi em quăng vô. Trời vô nè, ăn đi. Ủa nó không thèm ăn mọi người ơi. Ok vậy mình thử cho nó ăn cát đi xin. Ok. Ăn cát đi. Ủa nó không ăn cát luôn. Vậy tôi thử cho nó ăn đá nha. Ăn đá đi. Nó không ăn luôn. Rồi ok thôi mày ăn kiếm nha. Tao chém mày chết. Mày sao mày đòi hỏi hả mày? Ôi. Đòi hỏi. Ôi, nó đang dí em nè. Vậy? Ơi làm gì? Ấy à, đòi xong nó giết em chết luôn rồi. Trời ơi, giết mình chết rồi. Trời ơi, cái con này nó kinh khủng quá mọi người ơi. Ô khoan, mọi người chạy qua đây, chạy qua đây. Chạy qua đây, khoan mọi người chạy vô cái đây.
em để ý hình như con này nó di chuyển chậm lắm mọi người ơi. Em biết rồi, con này nó bởi vì nó là con cá đó cho nên là ở trên bờ nó di chuyển chậm lắm. Ok rồi, giết nó. Chúng ta cùng nhau làm món cá nướng nào. Mày hả mày? Giết nó. Giết cái bụng nó, giết cái bụng nó. Bụng bọn nó. Tao yếu nhưng mà anh em tao đông nghe chưa mày? Mày hả mày? Giết nó, con cá mập đáng ghét. Trời ơi, giết mình hoài luôn á trời. Gì trời, sao tự nhiên tim mình chết hết vậy? Mày á. Anh á. Trời. Tôi thấy con cá mập nó chưa chết mà tim mình chết hết rồi. Mày á. Ai á? À? Rồi xong nó giết tôi rồi. Giết nó. Rồi xong tôi lại giết, tôi lại giết Sammy rồi. Đánh Sammy là cái gì vậy trời? Đã chẳng cái đồ quan trọng tôi chết rồi á. Ok. Ôi trời ơi bạn ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã giết được con cá mập rồi. Mệt quá. Trời ơi, tôi lần đầu tiên mà tôi giết một cái con yêu quái mà tôi mệt đến cỡ này luôn á mọi người. Ok ok. Rồi xong Sammy nó nằm nó xỉu luôn rồi chị ơi. Phong ơi. Gì nhưng chị? Mà nhà tôi này không có đường ra hả? Đó chứ. Gì vậy? À, hình như là chỗ này chúng ta phải tự đặt ra hay sao á. Ok các bạn ơi, vừa rồi mình đã cùng với các thành viên nữ của Hero Team, bọn mình đã cùng nhau gọi là tiêu diệt được cái con boss cuối cùng ở trong gọi là cái nhà tù kim cương này rồi. Và bọn mình đã vượt qua được tất cả những con map, những cái gọi là thử thách của cái nhà tù kim cương này. Các bạn thấy những cái thành viên nữ của Hero Team chúng ta có gọi là mạnh mẽ, có thông minh không nào? Đó, người nào nói con gái là yếu đuối, người nào dám nói con gái là không thông minh. Trời ơi, con gái cũng rất là thông minh và con gái cũng rất là mạnh mẽ luôn nha. Chứ trên đời này đừng có nghĩ là chỉ có con trai mới mạnh mẽ nha, không có chuyện đó đâu. Con gái người ta cũng thông minh, con gái người ta cũng mạnh mẽ dữ lắm luôn á. Đó. Wow, mọi người đã đào được cái cửa ra bên ngoài nè. Ok, chui ra. Trời ơi. Ôi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt ngục được rồi anh em ơi. Và ở chỗ này là nó có nguyên một cái bức tường bằng kim cương luôn nè. Bây giờ là chúng ta đã chiến thắng rồi. Bây giờ ai muốn đào kim cương thì cứ tha hồ đào đem về lẹ hai đầu tim nha. Về nhà. Ok. Thì ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Thì nếu như các bạn thấy thích video này và thấy thích cái nhà tù kim cương này thì anh em đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, để giúp cho mình gọi là mau đạt được 2 triệu subscribe anh em. Đó, mình sẽ đạt cái cột mốc, mình sẽ cố gắng đạt cột mốc 2 triệu subscribe anh em đó. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt. Ê, bye bye. Mọi người ơi, tạm biệt đi. Bye bye. Tôi bơi về biển đây, bye bye.